Xin chào, tôi là Thanh Cường, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Mỹ vị cùng nghệ nhân. Và ngày hôm nay thì chương trình chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một món ăn vô cùng đặc biệt, đó là món ramen thịt heo kho. Với món ăn này là sự kết hợp độc đáo giữa hương vị truyền thống của món thịt heo kho và sự hiện đại của món ramen Nhật Bản. Wow, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm thực sự về ẩm thực vô cùng thú vị và khó quên. Kính thưa quý vị, với những mẹo vặt hữu ích sẽ được chia sẻ ngày hôm nay, Cường tin rằng các bạn sẽ thực hiện được món ăn này và mang đến cho gia đình và bạn bè những món ăn thật ngon miệng. Và bây giờ hãy vào bếp cùng Cường nhé. Để thực hiện món ramen này thì Cường sẽ chuẩn bị những nguyên liệu sau. Thứ nhất, hành boro. Thứ hai, trứng gà. Thứ ba, đây là thịt heo mà Cường đã kho sẵn rồi, tại vì làm món này sẽ mất rất nhiều thời gian. Công thức thì Cường sẽ chia sẻ sau. Kế tiếp là bột dashi để chúng ta sẽ nấu nước súp. Và cuối cùng là rong biển. Và quý vị, nguyên liệu mà Cường muốn nói đến ngày hôm nay và rất đặc biệt đó là mì sợi tươi giòn giòn hương xưa, một loại mì rất là thông thuộc đối với chúng ta hiện nay. Công đoạn đầu tiên là Cường sẽ đi luộc mì. Và đối với cái phần mì này thì chúng ta sẽ luộc trong vòng từ 3 đến 4 phút với nước sôi. Trong khi luộc mì, Cường sẽ cho một ít muối và dầu ăn vào. Trong thời gian trụng mì thì Cường sẽ chuẩn bị một nồi nước và Cường sẽ cho cái phần dashi vào sẽ nấu xin làm nước dùng. Với 5 lít nước thì Cường sử dụng một túi bột như vậy để nấu nước dùng rất là ngon. Cường sử dụng đũa đảo để cho mì nó tơi ra. Và thêm cái nữa là có dầu ăn thì những sợi mì nó sẽ không bám vào nhau khi bị tơi ra nữa. Và đây Cường chuẩn bị sẵn một tô đá để chúng ta khi luộc mì xong chúng ta sẽ bỏ mì vào đá để cho tạo sự dai và giòn của sợi mì. Ta sẽ dập bớt nha ha. Chúng ta ngâm chừng khoảng là 1 đến 2 phút xong rồi chúng ta sẽ vớt ra để cho nó ráo nước. Và tiếp theo Cường sẽ vớt mì ra khỏi nước đá và chúng ta sẽ cho vào tô. Sau khi để mì ráo nước, Cường sẽ cho vào tô và cho ít dầu ăn vô. Chúng ta sẽ đảo đều cho mì tơi ra. Đây là động tác để chúng ta làm cho những sợi mì tơi ra hoàn toàn luôn, không bị dính vào nhau. Rồi, bây giờ Cường sẽ để một bên và chúng ta sẽ chuẩn bị nồi nước dùng. Tiếp theo là để tăng thêm hương vị của món ăn thì Cường sẽ làm những trứng gà. Chúng ta luộc và ngâm với đá xong, chúng ta sẽ ngâm nước tương. Vì cái thời gian chuẩn bị trứng này khá lâu nên Cường đã chuẩn bị sẵn. Về phần nước dùng, nước dashi này Cường sẽ nấu trong vòng khoảng từ 10 đến 15 phút thôi là được rồi. Cái vị thoang thoảng của những mùi đặc trưng của nước dashi sẽ bổ hiện là trứng ngâm nước tương nè, thịt heo kho nè, và mì ramen thì chúng ta sẽ tạo nên món ăn hết sức độc đáo. Và để tiết kiệm thời gian, cũng như Cường đã nói, Cường chia sẻ là Cường đã kho thịt trước, tại vì cái công đoạn này kho cũng rất là mất thời gian và công thức Cường đã đến đây. Ngoài những nguyên liệu trên thì Cường sẽ cho thêm cả bó xôi vào để cho có nhiều chất xơ nha. Nước ra xôi thì Cường sẽ trụng cả bó xôi. Thì thường cả bó xôi thì làm món ramen thì chúng ta sẽ để nguyên một cái bó luôn để cắt cho nó dễ. Sau đó Cường sẽ cho vào một tô nước đá. Sau đó chúng ta sẽ vớt ra để ráo nước. Và bây giờ Cường sẽ bắt đầu cho ra món ăn. Sau khi chúng ta đã luộc, ngâm nước đá và để ráo và trộn thêm dầu, mì sợi tươi, giòn giòn hương xưa nó sẽ rất là đẹp, sóng sánh nè, rất hấp dẫn và rất là dai. Chúng ta sẽ cho vào tô. Rồi Cường sẽ cho thịt heo lên, ba lát thịt đi. Tại quá trình làm thịt heo kho này nó cũng rất là lâu, Cường sẽ làm trước. Là chúng ta sẽ ngâm một đêm để cho nó ngon. Tiếp đến thì Cường sẽ cắt thành khúc để Cường cho vào cái tô mì của chúng ta.
tiếp theo là Cường sẽ cắt phần trứng ngâm nước tương này. Và bây giờ chúng ta sẽ đợi nước dùng sôi và chúng ta sẽ cho vào phần mì của chúng ta. Nước dashi đã sôi thì Cường sẽ ít hạt nêm. Muối. Tôi sẽ vớt bỏ cái phần cái bột súp này. Rồi tiếp đến tôi sẽ cắt ít hành boro bỏ vào. Nước dùng đã sôi vậy Cường sẽ cho nước dùng vào phần tô mì chúng ta. Đến là trở thành lá và một miếng lá rồng biển. Kính thưa quý vị, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món ramen heo kho thơm ngon và hấp dẫn. Hy vọng với những hướng dẫn chi tiết của Cường, các bạn có thể tự tay chế biến món ăn ngay tại nhà của mình để thưởng thức cùng gia đình và bạn bè. Chúc các bạn thành công với món ramen heo kho và có những bữa ăn ngon bên những người thân yêu. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và đồng hành cùng chương trình này. Xin chân thành cảm ơn thương hiệu bột trộn sẵn Mikko Hương Xưa đã cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại những số phát sóng tiếp theo.